Những nội dung nào được các báo đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ điểm ngay sau đây với quý vị. Thưa quý vị, khó khăn về dòng tiền, giá nguyên vật liệu leo thang khiến số lượng doanh nghiệp địa ốc phá sản, giải thể tăng 38,7% trong năm 2022. Thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử VnExpress. Express. Trong năm 2022, số doanh nghiệp địa ốc thành lập mới là 8.593 doanh nghiệp, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 2.084 doanh nghiệp, tăng 56,7%. Trong khi đó, số doanh nghiệp tuyên bố phá sản, giải thể tăng 38,7%. Nguyên nhân, theo Bộ Xây dựng, là doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giảm hoặc tạm dừng tiến độ thực hiện dự án. Thực tế việc số một số tổ chức cá nhân bị xử lý vì có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tác động lớn đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Dự báo trong năm 2023 thì xuất khẩu cà phê sẽ đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tại thị trường châu Âu. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải có những bước đi hết sức bài bản nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường này. Theo bài viết trên Thời báo Tài chính Việt Nam, thì các chuyên gia cho rằng hiện nay khu vực EU vẫn còn rất nhiều biến động do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cùng với đó là lạm phát của các nước trong khu vực vẫn tăng cao. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Nhiều ý kiến cũng cho rằng xây dựng thương hiệu tại thị trường EU là một việc không hề dễ dàng. Doanh nghiệp cần phải có những bước đi hết sức bài bản, chiến lược khôn ngoan EU là một thị trường có những đòi hỏi quy định rất khắc khe, những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, môi trường, xã hội, lao động. Một nội dung liên quan đến thị trường lao động sau Tết. Thiếu đơn hàng, tỷ lệ lao động ngành dịch may Hà Nội đi làm sau Tết ở mức thấp. Bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử VOV tại Hà Nội sau Tết Nguyên Đán riêng ngành dịch may có 67,74% doanh nghiệp mở cửa sản xuất với 69,06% công nhân lao động quay trở lại làm việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thủ đô ổn định không xảy ra vụ đình công ngừng việc tập thể nào. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng cho biết là dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn Hà Nội hỗ trợ cho 1.481 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội thông tin là thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã lập 3 tổ công tác chỉ đạo giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị tổ công tác được triển khai xuống địa bàn thực tế nắm bắt tình hình thị trường đồng thời làm việc với các đội quản lý thị trường và có những chỉ đạo trực tiếp công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân bán hàng theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết tuy nhiên có một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì chưa kịp nhập hàng về công tác cũng đã yêu cầu các đội quản lý thị trường thực hiện các nghiệp vụ giám sát, xác định nguyên nhân để có những biện pháp xử lý hành vi vi phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo bài viết trên báo Lao động thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này. Theo đó, nội dung đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dự kiến nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là ở lớp 12. Bộ Giáo dục Đào tạo đang lên phương án tăng cường câu hỏi nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiếp cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông mới.